Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Ông Donald Trump cho biết sẽ không tái tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ tư liên tiếp nếu thua cuộc tranh cử năm nay và nói rằng không cần thiết nữa. Đại học Columbia bào chữa rằng họ cam kết quyền tự do ngôn luận nhưng có thể không tán thành quan điểm của bất cứ diễn giả nào khi tổ chức buổi nói chuyện với Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm. Một quan chức tình báo Hoa Kỳ nói hôm thứ Hai, 23 tháng 9 rằng Nga đã tạo ra số lượng nội dung AI, trí tuệ nhân tạo để tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội khẳng định trong một báo cáo là quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại các trường đại học trong thập kỷ qua đã cho phép hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ của Hoa Kỳ hỗ trợ Bắc Kinh phát triển công nghệ quan trọng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng đất nước ông hiện gần hơn với việc kết thúc chiến tranh với Nga. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 24 tháng 9 đã cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới rằng tình trạng miễn trừ, bất bình đẳng và bất ổn đang tạo ra một thế giới không bền vững, nơi ngày càng nhiều quốc gia tin rằng họ có thể thoát khỏi việc bị trừng phạt. Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Trong khi đó, Lebanon lại tấn công các cơ sở quân sự ở miền Bắc Israel, làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện. Nga hôm 24 tháng 9 nói rằng mọi người nên lắng nghe lại lời cảnh báo do Tổng thống Putin đưa ra rằng phương Tây xem như trực tiếp chiến đấu với Nga nếu cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng hỏa tiễn tầm xa do phương Tây sản xuất. Các công ty Việt Nam và Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ để hợp tác trong lĩnh vực năng lượng trí tuệ nhân tạo và xây dựng một trung tâm dữ liệu. Ông Nguyễn Hoàng, 53 tuổi, cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có trụ sở ở Hà Nội, bị Tòa án Nhân dân của thành phố kết án tử hình hôm 23 tháng 9 về tội tham ô tài sản. Nữ tỷ phú Trương Mỹ Lan khai trước tòa rằng việc bà phát hành trái phiếu là cho mượn danh nghĩa tập đoàn Vạn Thịnh Phát để lấy tiền giúp SCB vượt qua khó khăn và hứa sẽ tìm mọi cách để bồi thường cho các nạn nhân. Và sau đây là bản tin chi tiết. Ông Donald Trump cho biết sẽ không tái tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ tư liên tiếp nếu thua cuộc tranh cử năm nay và nói rằng không cần thiết nữa. Trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi liệu ông có tái tranh cử lần nữa nếu không thành công trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm nay hay không, cựu Tổng thống 78 tuổi đã trả lời rằng không, tôi nghĩ rằng không cần thiết nữa, tôi không có ý định đó, hy vọng là chúng tôi sẽ thành công lần này. Ông Trump đang đối mặt với cuộc đua xích sao với Phó Tổng thống Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng cử viên này đang sát nút ở các tiểu bang chiến trường quan trọng, có khả năng quyết định người chiến thắng. Ngay cả khi bà Harris đã bắt đầu dần tiến lên trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc. Khi được hỏi liệu khoảng thời gian nghỉ 4 năm có giúp ông tập hợp lại và tìm ra ai là đồng minh mà ông có thể tin tưởng hay không, ông Trump trả lời, sẽ dễ dàng hơn nếu tôi làm điều đó liên tiếp. Ông Trump, người nói chuyện với bà Atkinson tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Florida, ông cũng cho biết còn quá sớm để thỏa thuận với mọi người về bất kỳ vị trí nào trong nội các tòa bạch ốc của ông nếu ông giành được chiến thắng vào tháng 11. Đại học Columbia bào chữa rằng họ cam kết quyền tự do ngôn luận nhưng có thể không tán thành quan điểm của bất cứ diễn giả nào khi tổ chức buổi nói chuyện với Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm. Cuộc nói chuyện do bà Nguyễn Thị Liên Hằng, giáo sư sử học của Đại học Columbia điều phối, ông Lâm đã trả lời các câu hỏi của sinh viên sau đó. Nhưng buổi nói chuyện này trước đó đã bị dân biểu Mỹ Michelle Steele phản đối khi bà kêu gọi trường hủy bỏ sự kiện với nhà lãnh đạo Việt Nam. Bà Steele đã gửi một bức thư tới chủ tịch tạm quyền của trường, Katrina Armstrong,
vào ngày 20 tháng 9 để đề nghị trường rút lại lời mời ông Lâm và sau đó đưa ra một thông cáo ngay trước khi buổi nói chuyện diễn ra hôm 23 tháng 9 để nhắc lại lời phản đối này. Bà Steele nói rằng ông Lâm là một nhà độc tài nguy hiểm đã kìm hãm quyền tự do ngôn luận và bắt giữ nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Theo vị dân biểu này, Đại học Columbia không thể thúc đẩy một môi trường học thuật có tự do ngôn luận và tự do khi tiếp đón một trong những lãnh đạo nổi tiếng nhất của chủ nghĩa độc tài. Các diễn giả trước đây tới nói chuyện tại diễn đàn của Đại học Columbia bao gồm cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Đức Dalai Lama. Ông Lâm có bài phát biểu gần 30 phút, trong đó ông nói về ngoại giao thời đại mới của Việt Nam, sự hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ để từ hai cựu thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện, cảm ơn sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ đối với sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Ông Lâm nhắc đến sự khác biệt còn tồn tại giữa Mỹ và Việt Nam về nhân quyền, nhưng nói rằng Việt Nam chọn đối thoại thay đối đầu. Trong phần trả lời câu hỏi của giáo sư Liên Hằng, dường như đã được dàn dựng, ông Lâm đã đọc những câu trả lời trong một tờ giấy viết sẵn. Một quan chức tình báo Hoa Kỳ nói hôm thứ Hai, 23 tháng 9 rằng Nga đã tạo ra số lượng nội dung AI, trí tuệ nhân tạo, để tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Quan chức này thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đã phát biểu với điều kiện giấu tên trong một cuộc họp báo với các phóng viên về việc Nga và các quốc gia khác bị xem là đã sử dụng AI để tác động đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới. Nga lâu nay vẫn phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Quan chức này nói rằng Nga đang tạo ra số lượng nội dung AI để tác động đến cuộc bầu cử nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng vị quan chức này không cung cấp số liệu về lượng nội dung AI mà Nga đã sản xuất. Vị quan chức này cho hay Trung Quốc cũng đã sử dụng nội dung AI để cố gắng tác động đến cách mọi người trên toàn thế giới nhìn nhận về Trung Quốc, nhưng không phải để thay đổi kết quả bầu cử của Hoa Kỳ, mà chỉ để gây chia rẽ. Iran cũng sử dụng AI để giúp tạo ra bài đăng trên mạng xã hội và các bài báo không rõ nguồn gốc cho các trang web tự nhận là trang tin tức đích thực. Các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội khẳng định trong một báo cáo là quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại các trường đại học trong thập kỷ qua đã cho phép hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ của Hoa Kỳ hỗ trợ Bắc Kinh phát triển công nghệ quan trọng, có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Báo cáo cho rằng tiền thuế của Hoa Kỳ đã đóng góp vào sự tiến bộ công nghệ và hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc khi các nhà nghiên cứu Mỹ làm việc với các đồng nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực như vũ khí siêu thanh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân và công nghệ bán dẫn. Báo cáo được công bố hôm 23 tháng 9 bởi các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban chọn lọc của Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động của Hạ viện đã nêu lên những lo ngại về rủi ro an ninh quốc gia của các hoạt động hợp tác khoa học từng được ca ngợi. Báo cáo kêu gọi đưa ra các biện pháp bảo vệ Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn. Các ủy ban đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài một năm về vai trò của giáo dục đại học trong sự cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc, đặc biệt là về công nghệ. Mặc dù các trường đại học Hoa Kỳ không tham gia vào các dự án nghiên cứu bí mật, nhưng công trình của họ thường nằm trong số những dự án tốt nhất trên thế giới có khả năng biến thành năng lực quân sự. Báo cáo hôm 23 tháng 9 đã xác định khoảng 8.800 ấn phẩm liên quan đến các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ nhận được tài trợ từ Bộ Quốc phòng hoặc Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ làm việc với các nhà nghiên cứu Trung Quốc mà nhiều người trong số họ có liên kết với cơ sở nghiên cứu quốc phòng và công nghiệp của Trung Quốc. Hạ viện Hoa Kỳ đã phê duyệt khoảng 20 dự luật liên quan đến Trung Quốc như cấm máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất, hạn chế các công ty công nghệ sinh học có liên hệ với Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ và cắt đứt việc truy cập từ xa của Trung Quốc vào các chip máy tính tiên tiến của Hoa Kỳ. Các biện pháp khác bao gồm nhằm hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các trường đại học Hoa Kỳ và khôi phục chương trình thời cựu Tổng thống Trump vốn nhằm xóa bỏ hoạt động Do Thám và đánh cắp
tài sản trí tuệ của Trung Quốc tại các trường đại học và viện nghiên cứu của Hoa Kỳ. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng đất nước ông hiện gần hơn với việc kết thúc chiến tranh với Nga. Ông nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi hiện ở gần hòa bình hơn là chúng ta nghĩ. Chúng tôi hiện gần hơn với việc kết thúc chiến tranh. Ông thúc giục Hoa Kỳ và các đối tác khác tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông nói rằng chỉ khi nào Ukraine ở vào vị trí vững chắc mới có thể thúc đẩy Tổng thống Nga Putin chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky đã đến Hoa Kỳ hôm 22 tháng 9 để tham dự các phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và thúc giục các đối tác của mình giúp đạt được chiến thắng chung cho một nền hòa bình thực sự công bằng. Ông Putin đã từng nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể bắt đầu nếu Ukraine chịu từ bỏ các vùng đất ở miền đông và nam Ukraine, chấp nhận giao cho Nga và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Trong khi đó thì ngược lại, ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi rút toàn bộ quân đội Nga và khôi phục biên giới thời hậu Xô Viết của Ukraine. Ukraine đã bắt đầu một cuộc tấn công xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8 vào khu vực Kursk thuộc miền Tây của Nga và cho biết hành động này một phần là để nhằm ngăn chặn các lực lượng Nga trong khu vực tiến hành cuộc xâm nhập qua biên giới đi vào Ukraine. Ông Zelensky nói rằng ông Putin đang lo sợ chiến dịch ở Kursk. Ukraine và phương Tây nói rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh theo kiểu đế quốc. Nhưng ông Putin thì lại nói cuộc xâm lược Ukraine là một hành động phòng thủ trước các nước phương Tây thù địch và hung hăng, đang đe dọa nước Nga. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 24 tháng 9 đã cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới rằng tình trạng miễn trừ, bất bình đẳng và bất ổn đang tạo ra một thế giới không bền vững, nơi ngày càng nhiều quốc gia tin rằng họ có thể thoát khỏi việc bị trừng phạt. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này, ông nói khi cuộc tranh luận thường niên của Đại hội đồng giữa các tổng thống, thủ tướng, quốc vương và các nhà lãnh đạo khác bắt đầu. Nhắc đến những chia rẽ địa chính trị sâu sắc, các cuộc chiến tranh không có hồi kết, tình trạng biến đổi khí hậu và vũ khí hạt nhân cũng như vũ khí mới nổi, ông Guterres cho biết, nhân loại đang tiến gần đến điều không thể tưởng tượng được, một thùng thuốc súng có nguy cơ nhấn chìm thế giới. Nhưng ông nói rằng, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt có thể giải quyết được nếu cộng đồng quốc tế cùng hợp tác kiểm soát. Ông nói, ngày nay, ngày càng nhiều chính phủ và các bên khác cảm thấy họ có thể thoát khỏi việc bị trừng phạt khi làm sai. Cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới khai mạc trong bối cảnh chia sẻ toàn cầu ngày càng gia tăng. Các cuộc chiến tranh lớn ở Gaza, Ukraine và Sudan là những mối đe dọa. Ông Guterres hôm 22 tháng 9 đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, trong đó ông chỉ ra các cuộc xung đột từ Trung Đông đến Ukraine và Sudan, và hệ thống an ninh toàn cầu mà ông cho rằng bị đe dọa bởi các chia rẽ địa chính trị, tư thế hạt nhân và sự phát triển của các loại vũ khí và chiến trường mới. Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas Greenfield đã nói với các phóng viên vào tuần trước rằng trọng tâm của Hoa Kỳ tại Đại hội đồng sẽ là chấm dứt tai họa chiến tranh và cho biết có khoảng 2 tỷ người đang sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon, trong khi đó Lebanon lại tấn công các cơ sở quân sự ở miền bắc Israel, làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah vào ban đêm, một ngày sau khi thực hiện các cuộc không kích nhắm vào nhóm vũ trang này. Chính quyền Lebanon cho biết các cuộc oanh kích đã giết chết gần 500 người và khiến hàng chục nghìn người phải chạy trốn tới nơi an toàn. Người phát ngôn của quân đội Israel Avichai Atria cho biết rằng trong một giờ qua, các máy bay chiến đấu đã ném bom các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon, bao gồm các bệ phóng hỏa tiễn, các tòa nhà quân sự và các tòa nhà cất giữ vũ khí. Riêng Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào một số mục tiêu quân sự của Israel vào ban đêm, bao gồm một nhà máy sản xuất thuốc nổ sâu bên trong Israel 60 km bằng hỏa tiễn Fadi vào khoảng 4 giờ sáng. Họ nói rằng họ cũng đã tấn công sân bay gần thị trấn
Afula, miền Bắc Israel 3 lần. Trong khi khu vực ngày càng căng thẳng, hơn 30 chuyến bay quốc tế đến và đi từ Beirut đã bị hủy hôm 24 tháng 9. Các hãng hàng không bị ảnh hưởng bao gồm Qatar Airways, Turkish Airways và một số hãng từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một cuộc chiến tranh toàn diện có thể tạo ra sự bất ổn trên khắp Trung Đông, bên cạnh một cuộc chiến tàn khốc ở Gaza, không có dấu hiệu lắng dịu sau nhiều nỗ lực hòa giải. Những lời kêu gọi tìm giải pháp ngoại giao đang gia tăng khi xung đột trở nên tồi tệ hơn. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tất cả các quốc gia và các bên có ảnh hưởng ngăn chặn sự leo thang hơn nữa ở Lebanon. Cuộc giao tranh đã làm dấy lên lo ngại rằng Hoa Kỳ, đồng minh thân cận của Israel và cường quốc khu vực là Iran, vốn có các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông. Hezbollah Houthi tại Yemen và các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Sức mạnh tình báo và công nghệ của Israel đã mang lại cho nước này lợi thế mạnh mẽ ở cả Lebanon và Gaza. Israel đã truy tìm và ám sát các chỉ huy cấp cao của Hezbollah và các nhà lãnh đạo Hamas. Nga hôm 24 tháng 9 nói rằng mọi người nên lắng nghe lại lời cảnh báo do Tổng thống Putin đưa ra rằng phương Tây xem như trực tiếp chiến đấu với Nga nếu cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga bằng hỏa tiễn tầm xa do phương Tây sản xuất. Nga đưa ra bình luận này khi được hỏi trong một cuộc họp báo rằng liệu quyết định để Ukraine thực hiện các cuộc tấn công như vậy có khiến Nga thay đổi lập trường về thử hạt nhân hay không. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói hôm 23 tháng 9 rằng Nga sẽ không thử vũ khí hạt nhân chừng nào Mỹ kiềm chế làm việc này. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói tuyên bố mà Tổng thống đưa ra tại St. Petersburg, lập trường của Liên bang Nga được nêu rất rõ ràng ở đó. Ông Putin từng nói nếu hỏa tiễn phương Tây được sử dụng, nó sẽ là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Hoa Kỳ và các nước châu Âu vào cuộc chiến ở Ukraine, và tất nhiên điều này sẽ làm thay đổi đáng kể bản chất của cuộc chiến. Nga là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, cũng đang trong quá trình sửa đổi chương trình hạt nhân của mình trong những tình huống mà Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tại St. Petersburg vào tháng 6, ông Putin nói rằng phương Tây đã sai khi cho rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân và cho biết học thuyết hạt nhân của Nga không nên bị coi nhẹ. Các công ty Việt Nam và Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ để hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo và xây dựng một trung tâm dữ liệu. Thông báo của chính phủ Việt Nam nói rằng các bản ghi nhớ này đã được ký kết tại một diễn đàn kinh doanh ở Hoa Kỳ. Biên bản ghi nhớ bao gồm chuyển giao công nghệ năng lượng giữa hãng dầu khí nhà nước Việt Nam Petro Việt Nam và Kellogg's Brown & Root, hợp tác khí tự nhiên hóa lỏng giữa công ty con của Petro Việt Nam với Accelerate Energy và phát triển trí tuệ nhân tạo cùng với xây dựng trung tâm dữ liệu giữa tập đoàn Sovico và Supermicro. Hãng hàng không Vietjet cho biết họ đã ký thỏa thuận hợp tác trị giá 1,1 tỷ đô la với Honeywell Aerospace Technologies để công ty này cung cấp dịch vụ điện tử hàng không và kỹ thuật hàng không cho đội máy bay của Vietjet. Các bạn ghi nhớ được ký kết trước sự chứng kiến của Tô Lâm, người đang có mặt ở New York tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Lâm nói rằng hai nước có nhiều không gian để hợp tác và Việt Nam hy vọng Mỹ sẽ trở thành nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam. Tô Lâm cũng nói rằng ông hy vọng chính phủ Mỹ sẽ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, theo thông báo của chính phủ. Ông Nguyễn Hoàng, 53 tuổi, cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có trụ sở ở Hà Nội, bị Tòa án Nhân dân của thành phố kết án tử hình hôm 23 tháng 9 về tội tham ô tài sản. Ông Hoàng phạm tội trong 14 năm từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 2 năm 2023 ở các chức vụ khác nhau từ kế toán viên cho đến kế toán trưởng. Kết quả điều tra của công an được trình bày tại tòa cho thấy
ông Hoàng đã viết khống 409 giấy rút tiền để rút hơn 246 tỷ đồng, trong đó ông sử dụng hơn 152 tỷ đồng cho cá nhân, bao gồm đánh bạc theo hình thức chơi lô đề. Còn lại 94 tỷ đồng, ông Hoàng nộp lại vào các tài khoản với mục đích để các tài khoản luôn còn tiền, tránh việc hành vi tham ô của ông ấy bị phát hiện. Khi bị công an điều tra, ông Hoàng đã nộp lại 3,2 tỷ đồng nhưng không thể khắc phục gần 149 tỷ đồng. Việc làm của ông Hoàng cũng dẫn đến án tù đối với 3 cựu quan chức của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Tin cho hay, 2 cựu viện trưởng Nguyễn Trần Hiến 70 tuổi và Đặng Đức Anh 60 tuổi đều phải lãnh án 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, và cựu kế toán trưởng Phạm Sơn Thủy 65 tuổi phải nhận án phạt là 4 năm tù cho cùng tội danh. Theo điều tra của công an, ông Đặng Đức Anh đã không kiểm tra các chứng từ quyết toán chi, tin tưởng vào chữ ký xác nhận của kế toán trưởng nên dễ dàng ký vào giấy rút tiền do ông Hoàng trình lên. Ông Anh cũng không kiểm tra, kiểm kê các tài khoản ngân hàng nên không phát hiện kịp thời việc làm sai trái của ông Hoàng. Số tiền bị thất thoát trong giai đoạn ông Anh làm viện trưởng được xác định là 129 tỷ đồng. Về phần ông Nguyễn Trần Hiển, ông cũng bị xác định là đã không kiểm tra cẩn thận, dẫn đến việc ông Hoàng gây thất thoát 23 tỷ đồng. Nữ tỷ phú Trương Mỹ Lan khai trước tòa rằng việc bà phát hành trái phiếu là cho mượn danh nghĩa tập đoàn Vạn Thịnh Phát để lấy tiền giúp SCB vượt qua khó khăn và hứa sẽ tìm mọi cách để bồi thường cho các nạn nhân. Bà Lan bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cũng trong giai đoạn 2, bà Lan còn bị truy tố thêm 2 tội rửa tiền với tổng số tiền hơn 445.000 tỷ đồng, tức khoảng 19 tỷ đô la, và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới tổng số tiền hơn 106.000 tỷ, tức 4,5 tỷ đô la. Khi được tòa xét hỏi tại phiên xử hôm 23 tháng 9, bà Lan khai rằng bà không biết gì về việc phát hành trái phiếu và cũng không có nhu cầu phát hành trái phiếu. Bà nói bà chỉ cho SCB mượn danh nghĩa 4 công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Cetra để phát hành trái phiếu lấy tiền giúp cho SCB. Bà Lan khẳng định số tiền huy động được từ trái phiếu không sử dụng cho Vạn Thịnh Phát và bản thân bà mà là sử dụng cho SCB. Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng số tiền này được Vạn Thịnh Phát dùng để trả nợ vay ngân hàng, trả gốc và lãi trái phiếu, chi cho dự án chuyển tiền ra nước ngoài và các mục đích cá nhân khác của bà Lan. Mặc dù cho rằng mình đã bị SCB lợi dụng để phát hành trái phiếu, nhưng bà Lan cam kết bồi thường cho các nạn nhân bằng mọi giá. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.